Lời nói đầu tiên Phú xin chúc tất cả cô chú và anh chị có ngày một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy sức khỏe nha. Hôm nay Phú lại tiếp tục đi ra đặt những cái con suối mà 10 ngày trước Phú đã đặt rồi. Phú đặt ở trong cái lô tràm đó mọi người. Trong cái lô tràm thì nó không có người đi đặt á, thì lâu quá thôi thì không có ai đặt á, mình đặt lại nó rất là nhiều. Với lại cái con suối này á là cua nó rất là đẹp nha. Tuy là nó không có cỏ gì cho lắm nhưng đây thì cái chỗ điểm này thì hôm qua Phú làm dấu ở đây. Bây giờ Phú sẽ lấy một cái đầu tiên cho mọi người xem nha. Thường là con nước mà nó đục đục như vậy á là con cua nó rất là đẹp nha. Ở đây nó có nguyên một cái bờ suối nó chạy dài từ ở đây. Nó chạy xuyên thâm thẳm xuống hết cái lô tràm này luôn nha. Ở trong đây á, mọi người đừng nghĩ là nó như vậy nó không có cua, nó rất có hang là rất là nhiều luôn nha. Bây giờ Phú xuống đây Phú lấy cái bẫy của Phú qua Phú đặt ở đây. Đó, bây giờ thấy không? Nhóc ở trên kìa, thấy không? Đó, đây là cái bẫy mới của Phú luôn nha. Cái bẫy Phú mới làm đây. Nay Phú khai trương được 2 lần rồi mọi người. Nè, nó có con cá trê nè. Nó quá trời luôn, một cua bự không luôn nè. Đó, cua thì cái này chắc không phải tầm 2 kg mọi người. Những cái lỗ bẫy mà Phú làm đây á, nó nhìn nó thấy nó thưa thưa vậy nè, nó không kẹp nha. Chứ còn những cái kia là nó sẽ kẹp, nó sẽ ra đó mọi người. Rồi bây giờ để Phú bỏ nó vô vỏ. Hôm nay Phú không có đem cái sọt theo, Phú chỉ đem cái vỏ thôi. Tại cái đường này là nó đem những cái sọt theo là nó cồng kềnh lắm. Cho nên Phú chỉ lấy cái vỏ sách thôi. Rồi bây giờ Phú bỏ vô, Phú lên những cái kế tiếp trên kia cho mọi người. Ở cái đường này á là những cái ổ mối chúa đó, nó cực kỳ nhiều lắm. Ở đây là Phú cũng thấy thêm một tổ nữa đó. Nè, còn ở đây nữa nè, ở đây một tổ nữa nè. Những cái tổ mối như vậy á là lâu rồi, nếu mà con mối chúa mà nó chết ra rồi á thì cái con nó bỏ đi thì nấm ô linh đó mình á, nó hay mọc ở trong những cái ổ mối mà nó bỏ rồi á mọi người. Bên kia cũng có một tổ nữa. Những cái cây mà những mấy cái lợp mà đặt trong những cái hàng, những là mấy cây mà nó ngã xuống vậy nè, có số lượng cua nó rất là nhiều, tại vì nó có chỗ bám lại á mọi người. Phía trên đây Phú có thêm một cái nha, tại Phú thường tới những cái điểm này là Phú làm dấu cái điểm này. Phú để cái vỏ xuống đây, Phú thăm đây một cái đây. Đây là Phú đặt, Phú qua Phú lấy cái lá đậy lại. Quá trời luôn, giàu luôn à. Bữa nay là cua đẹp không luôn nha mọi người. Ở đây thì nó hơi tối nha, tại vì ở trong rừng tràm này nó âm u lắm nè. Nó được từng nhiêu đây con nha. Rồi bây giờ Phú bỏ vô vỏ xong rồi Phú đi lên những cái lấy tiếp trên kia nha mọi người. Ở đây Phú đặt ở dưới này mọi người. Có cái là nó bò lên trên mọi người. Ôi, dưới cái cây sao nặng vậy. Wow, cái này cũng quá trời luôn mọi người ơi. Nè, đầy chân luôn. Bây giờ Phú bỏ nó vô vỏ nha. Nãy giờ Phú cũng được mớ rồi, nhiều luôn rồi nè. Cái nào cũng quá trời luôn. Rồi Phú bỏ nó vô xong cái mình đi lên cái những cái kế tiếp đi mọi người. Bây giờ mình lại tiếp tục mình đi lên trên những cái đoạn trên nha mọi người.
trong những cái lô chạm này ha. Thường thường là nó rất là nhiều con quật kẹp đó. Ở bên kia mình cũng thấy thì một con mối nữa nha. Chắc có lẽ là để nào cảnh rảnh này Phú ra Phú thì làm một cái clip Phú đi bắt mối chuối cho mọi người xem nha. Trong đây Phú cũng có đặt một cái nữa nè. Để Phú xuống Phú xem. Cái này là Phú đặt có mơ gần thì cái số lượng nó không được nhiều như những cái đặt ở xa nha mọi người. Đây nè. Mình đặt xa thì nó giống nhiều hơn. Đặt gần thì nó cũng đạt luôn đó mọi người. Rồi bây giờ Phú sẽ lên những cái kế tiếp trên kia. Cái này nó cũng có luôn mọi người, nó bò luôn. Cái này là cái bẫy làm mới sau đây nha mọi người. Quá trời luôn, con bự bự không luôn, nó sắp vượt cái cây luôn rồi nè. Đó, đây có con cá sặc nè, rồi mồi rồi còn quá trời luôn. Nó làm mà nó vô nhiều quá giờ nó méo cái cây Phú luôn. Rồi bây giờ Phú đi lên những cái kế tiếp trên kia nha mọi người. Giờ Phú nhắc cái này cho mọi người xem. Ôi, Phú phát hiện ra trên đây lại có thêm một tổ mối nữa. Nhiều thiệt. Wow, cái này cái lợp mới nha mọi người. Đây nè. Cái lợp mới thì nó dính cua càn cạn không. Đó, đây là lợp mới thì dính toàn là cua lửa không mọi người. Đó. Thấy chưa? Cái lợp của Phú làm đơn giản lắm. Đó. Quá trời, bữa nay cái con Phú này cua đẹp không. Rồi, bây giờ Phú sẽ đi lên những cái chi tiết trên kia mọi người. Ở dưới đây Phú có một cái dưới đây mọi người. Đây là cái này là Phú nó bò lên kìa. Chỗ này là có nè. Đó, nó có bò lên. Wow, cua bự không luôn mọi người ạ. Cua cần càng không à. Ngon. Bây giờ là Phú còn một cái nữa là Phú. Thành quả của Phú ngày hôm nay là được một giỏ này với thêm một sọt nữa nha mọi người. Ở đây thì thêm một sọt này nó cũng đầy hết trơn rồi nè. Đó, quá trời luôn. Bây giờ Phú mở cho mọi người xem nè. Đó, cua bự không à. Có con cá nữa. Rồi nó cua cần cạn không. Để Phú bỏ nó vô. Rồi bây giờ Phú đem về. Và xin kết thúc video ở đây và xin hẹn gặp lại cô chú và anh chị trong những chuyến đi thăm bẫy kế tiếp của Phú ha. Xin chào và xin hẹn gặp lại.